Xin chào anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây, nó là chiếc Hyundai Grand i10 màu đỏ, bản số tự động, bản đủ. Thì trong video này thì em xin cập nhật cái chính sách giá của i10 trong đầu tháng 1 2023, để cho anh chị có thể lựa chọn những chiếc xe đi Tết với giá thành hợp lý và đầy đủ công nghệ cũng như là những cái tính năng phù hợp của anh chị. Hiện đại, thiết kế đẹp và rộng rãi của một chiếc i10 phân khúc hạng A. Thì i10 bên em có hai bản số tự động, một bản là bản đủ trước mặt anh chị đây, và bản số tự động bản tiêu chuẩn. Thì bản đủ này sẽ có những cái công nghệ nổi bật như là cân bằng điện tử, cruise control, màn hình giải trí trung tâm với kích thước lớn, đó là 8 inch. Và chính sách giá của i10 bản đủ thì hiện tại bên em đang bán với giá khoảng 396 triệu, và những phụ kiện được tặng kèm như là phim thanh nhật 3M của Mỹ, rồi trải sàn da, bọc vô lăng da. Và trong tháng này, tháng 1 này, thì anh chị mua i10 thì sẽ được tặng thêm một chiếc điện thoại của Samsung. Chương trình đã áp dụng từ mùng 1 tháng 1 đến 31 tháng 1 năm 2023. Đó, còn i10 bản thiếu thì bên em đang bán với giá khoảng gần 380 triệu, đâu đó khoảng 377 378, và cũng có cái phụ kiện và tặng điện thoại như là i10 bản đủ. Thì anh chị có thể thấy là cái i10 với khoang hàng ghế thứ hai rộng rãi với độ ngả lưng ghế tốt, kèm cửa gió điều hòa hàng ghế sau, mà hiếm khi một chiếc xe phân khúc hạng A nào được thiết kế. Chúng ta sẽ có đèn nổ start top, và ghế thì là được trang bị là ghế da. Đấy, ghế da có chỉ đỏ cực kỳ là thể thao. Cửa đóng rất là chắc. i10 mới này thì cái khoang hành khách này, rồi độ cách âm và đường kính la răng đã tốt hơn phiên bản cũ từ 2021 đổ về. Thì cái giá lăn bánh ở của i10 tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang hoặc tỉnh lẻ thì nó sẽ rơi vào tầm độ khoảng gần 450 triệu. Và i10 bản thiếu thì sẽ khoảng gần 430 triệu. Đó, anh chị quan tâm thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại em để ở trên màn hình, thì em sẽ cập nhật giá chính xác cho anh chị. Em Tuyền Hyundai Bắc Ninh xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.